to lắm, gió lớn thế này, nước lên cao kinh khủng. Mình đứng ở đây là mình cảm lạnh rồi. Thế hiện tại bây giờ là mình rất là cảm ơn Miêu nhé, cảm ơn em. Hiện tại bây giờ ở Huế em ơi, hiện tại là mưa rất to và nước đang lên cao. Mọi người chia sẻ là chim này để giúp đỡ cho rất nhiều người đang rất cần giúp đỡ và rất khó khăn, và gần nhiều người đang gặp khó khăn và đến tính mạng và rất nguy hiểm. Bây giờ nước này là nước gọi là nước làm cho người ta rất là nguy hiểm luôn. Thì dạ, bây giờ mình không giúp đỡ người ta được, bây giờ mình live stream trực tiếp cho người xem cái cảnh tượng bây giờ là ở Huế mà này rất là kinh hãi luôn. Đấy, nước càng lên càng cao và mưa càng ngày càng to, nguy hiểm dữ. Đúng rồi, cảm ơn mọi người. Giờ vào bệnh viện không được đâu em ơi, hiện tại bây giờ tất cả các đường ở Huế đang rất cao đấy. Đây là anh nói sự thật nha mọi người, ở muốn vào bệnh viện là mình người phải đi thuyền nha. Hiện tại bây giờ tất cả các đường chính ở Huế là ngập quá sâu đấy. Hiện tại bây giờ là ở Huế là tất cả các đường là ngập rất sâu và miền Trung đang gặp khó khăn mọi người ơi. Tất cả các nghệ sĩ, ca sĩ bây giờ người ta không bao giờ họ làm việc ấy nữa, họ không bao giờ đứng ra từ thiện nữa đâu vì họ bị scandal. Bây giờ là không bao giờ họ vững vương vào cái đó nữa đâu mọi người. Mọi người chia sẻ là chim này có rất nhiều người ở nước ngoài hay là họ muốn giúp đỡ. Mọi người ơi, chia sẻ là chim này mình đang cảm lạnh rồi. Trời ơi, mình live stream cái này là cả tiếng đồng hồ là mình để mọi người thấy, để mình thực sự là mình rất là đồng lòng. Tôi đang để này, hiện tại tôi sẽ live stream đến mọi người. Trời ơi, Huế mình miền Trung đang gặp khó khăn nha mọi người. Mọi người hãy chia sẻ live stream này. Thực sự mọi người mà thương con người miền Trung, nếu mà mọi người mà có người thân hay là gia đình hay là ở miền Trung rất là lo lắng luôn. Hiện tại bây giờ là rất lo lắng. Hiện tại bây giờ là có rất nhiều người ở phương xa họ không về được. Bây giờ người ta họ cần sự giúp đỡ và rất là nguy hiểm. Đấy, mưa đâu gió đấy, dễ sợ kinh khủng. Nước lên kinh khủng thiệt. Đấy mọi người xem, hồi mình live stream, mình live stream hồi nãy bây giờ là nước không ít, nhưng mà bây giờ nước là dễ sợ không, cực kỳ quá kinh khủng luôn. Mọi người chia sẻ live stream này, có rất nhiều người đang muốn nhìn được thấy cái live stream này. Đấy, mọi người thấy được live stream này là mọi người thấy rất là tận lòng, vì mình sẽ trực tiếp quay live stream trực tiếp rất nhiều cái video, rất nhiều các cái cảnh khác nhau. Mọi người hãy follow mình sẽ live stream trực tiếp rất nhiều video nha mọi người. Mình ở miền Trung nha, ở Huế nha. Mình sẽ quay video rất nhiều người gặp khó khăn này. Hiện tại bây giờ là mực nước lên cao, mình không thể, sắp tới là mình sẽ quay rất nhiều video. Cái này là mình đi ghe thôi, sắp tới là mình đi ghe để mình quay live stream trực tiếp cho mọi người xem nhá. Không đi bộ được rất nguy hiểm. Sắp tới là mình sẽ đi thuyền để mình live stream trực tiếp cho mọi người xem, cận cảnh cho mọi người xem nhá. Ở Huế nha mọi người, vừa mấy hôm rồi bạn, ở hôm qua thôi anh ơi. Vừa hôm qua mà bây giờ là nước nó xả lũ. Nước nó xả lũ, bây giờ là nước nó lên cao quá, quá kinh, quá nhanh, quá kinh khủng. Quá kinh khủng. Nước lên quá nhanh mà quá kinh khủng này mọi người xem này. Bây giờ là người ta không dám ra đường, nước chảy xiết và cao. Bây giờ là ở đâu ở yên đó thôi. Người dân không trở tay kịp nữa rồi, vì hôm qua là không có nước, bây giờ là hôm nay là họ không sẵn sàng được điều đó. Mọi người chia sẻ là chim này có nhiều người mong muốn giúp đỡ. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ là chim này, mình cũng không phải là mình đứng đây mình quay phim hay là mình live stream đâu nha. Mình đây là mình thực sự là người miền Trung, mình thấy cái hoàn cảnh này, mỗi năm nhiều người mất mát quá nhiều và rất hy sinh với tính mạng luôn. Đấy, có nhiều người đang mắc kẹt ở bên trong á. Đấy, ngập hả và nước này. Ở Mô đi anh, ở Huế nha, ở miền Trung. Người ra rồi. Đấy, mọi người thấy không? Đấy, người ta đang gọi là đi từng nhà để hỗ trợ, gọi là người nào mà muốn đi di chuyển là người ta hỗ trợ để đi ra, rất nguy hiểm.
nước thì quá cao mà. Đây mọi người thêm này. Lạnh quá trời ơi, em cũng ở Huế mà tụi em tỉnh rồi. Đúng rồi, em cũng tùy cái chỗ nơi này, mọi người xem. Đấy, mọi người đang gọi là khuyến khích hãy ở đâu ở đấy để người ta để đi di chuyển nơi cao nhất này. Mọi năm bây giờ là rất là nguy hiểm luôn. Huế đang mưa to lắm luôn. Đúng rồi anh ơi, Huế đang rất to, tùy vùng là không mưa mà vùng nào mà mưa to là mưa dễ sợ luôn. Tôi ở Huế, anh ở Huế ở đâu anh? Còn mình có chỗ ra đánh cá, không có cá đâu anh ơi. Trường hiện tại bây giờ là cá này là cá ai ở Phú Lộc không, cá cậu mỗi nhà ngập tới hang mà là ngập nào đi thuyền nói ra cho ba. Cà Mau nắng cháy da ướt rồi ơi. Hiện tại miền Trung đang mưa to và nước thì đang lên cao đấy. Tại mình livestream trực tiếp cho mọi người xem để mọi người chia sẻ livestream này. Có rất nhiều người ở nơi phương xa, họ muốn nhìn cảnh này, họ giúp đỡ cho người miền Trung. Đấy, mọi người hãy chia sẻ livestream này. Thực sự mình mong muốn nhiều người chung tay giúp đỡ. Năm nào cũng có thiệt hại và năm nào cũng có mất mát quá nhiều. Mình nói nãy giờ mình mệt quá rồi. Đấy, mọi người thấy không? Mọi người sai cái gì xa đấy. Mưa này, mưa không ngớt mà nước thì đang lên chảy xiết kinh khủng. Đấy, đường này đường đi chính mà bây giờ giống như là một cái nước bờ sông luôn. Thương quá miền Trung. Cảm ơn anh, cảm ơn mọi người nhá. Mọi người hãy hướng về miền Trung nhá. Miền Trung đang gặp khó khăn. Mọi người hãy follow mình sẽ livestream rất nhiều livestream để cho mọi người xem cận cảnh nha. Hiện tại mình đang nước mưa và còn nước lũ nha em. Hiện tại bây giờ là nước này là nước mưa và nước lũ và nước xả. Bây giờ người ta đang xả lũ vì nước trên thượng nguồn quá nhiều nên họ xả lũ. Xả lũ hôm qua thôi, hôm qua không có nước như thế này đâu. Sau một đêm mà nước lên như thế này, quá kinh khủng luôn. Mọi người ở Việt Nam, các người đồng bào người Việt Nam hãy chung tay giúp đỡ miền Trung. Mọi người hãy vào cảnh này mọi người mới hiểu được. Năm nào cũng có thiệt hại và mất mát quá nhiều. Thương quá miền Trung ơi, cảm ơn mọi người. Ở Huế ngập hả em? Vâng, ở Huế chị ơi, ở Huế nha, ở Huế miền Trung nha. Hiện tại ở Huế tất cả các ngõ ngách là ngập hết rồi. Tất cả các tuyến đường chính là cũng ngập hết luôn. Cảm ơn Xuân Hiếu nha. Cảm ơn mọi người. Mọi người chia sẻ livestream này, mọi người hãy bình luận những livestream này là rất là tích cực cho mọi người. Mọi người hãy đấy, nước càng ngày càng lên cao, dễ sợ chưa. Cảm ơn mọi người cho ở Huế nha, mọi người ở Huế miền Trung nha. Mọi người follow mình thì đó, mình sẽ livestream tất cả các mọi người cho xem. Này, nước thì càng lên cao. Đây là nước, đó thì sông là hồi đó sông dưới Ý này. Hiện tại bây giờ là tầm khoảng một xíu nữa là đạt đỉnh chạm mốc là luật lịch sử 1999. Mọi người có biết là một luật lịch sử 99 là rất cao đó. Đấy. Nước ngập tới đâu rồi anh? Nước ngập quá xu rồi em. Em ơi, hiện tại bây giờ là rất nhiều người đang gặp khó khăn. Mình anh là chim này là mình có nhiều người không có thấy họ chia sẻ, họ giúp đỡ đó. Thương quá, cảm ơn chị nhiều nha. Nha Trang mưa mấy bữa rồi nay. Đường nào vậy em? Ở Huế nha chị, lên mấy nơi ở Huế nha. Hiện tại bây giờ là em livestream này để cho mọi người xem, mọi người chia sẻ, mọi người nhìn cái cảnh này mọi người sẽ giúp đỡ được cái cho mọi người. Hiện tại bây giờ là em người Huế nha mọi người. Tất cả người Việt Nam hãy hướng về người miền Trung nha. Hiện tại bây giờ là người miền Trung đang gặp khó khăn. Người miền Trung đang gặp khó khăn, gọi là nhiều người đang rất là nguy hiểm đến tính mạng luôn. Mọi người chia sẻ nha, mọi người chia sẻ là chim này nha mọi người. Mình
mình đứng livestream này là mình đứng hôm nay là cái tiếng nào đây này, mọi người muốn thấy mình không, để mình quay trực tiếp cho mọi người xem mình là đây. Mọi người mọi người hãy follow mình sẽ livestream rất cái nhiều trực tiếp cho mọi người xem nhá. Hiện tại bây giờ là mực nước nó đang lên cao, không có điểm dừng luôn, không có điểm rơi luôn. Mọi người hãy xem này, mực nước đang lên cao, nước càng ngày càng cao, nghĩa kinh khủng. Này ở quê hay thị trấn thành phố rồi vậy? Ở gần thành phố nha anh. Sắp lũ rồi, lũ rồi, sắp lũ chứ em ơi. Mọi người chia sẻ live stream này mình cũng hết nói nổi rồi, vì mình nãy giờ mình nói để mình mọi người chia sẻ cho mọi người. Thương quá miền Trung ơi, cảm ơn Hoàng Gia Bảo nha. Cảm ơn mọi người chia sẻ live stream này, nhiều người không? Mọi người chia sẻ live stream này, có rất nhiều người đang nhìn cái cảnh này mà chia sẻ cái này cho mọi người thấy cảnh này là rất đau khổ lắm mọi người. Mà cảm ơn chị đã tặng cho em nha, cảm ơn chị người nha. Mọi người chia sẻ live stream này, mọi người chia sẻ đi, nước lũ đang dâng cao, mọi người xem là dưới xe có kinh khủng có một vô đó, đường đi bây giờ là giống như là một bờ sông luôn. Đây là đường đi mà giống như là một cái sông lớn luôn, kinh khủng, nước chảy xiết. Mọi người ơi, mọi người miền Trung hả anh? Đúng rồi anh, đúng rồi Dược Thư ơi, miền Trung nhá. Mọi người cảm ơn mọi người chia sẻ là chim này. Hiện tại bây giờ là em sẽ là chim cho mọi người xem, để mọi người hướng về miền Trung. Huế hả anh? Vâng đúng rồi, Huế em ơi, thành phố Huế luôn hả anh? Vâng đúng rồi mọi người. Ở Huế nha anh có bà con hay là anh em thân thuộc hay là dòng họ gì ở Huế, mình phải giúp đỡ, hãy là đưa cho những người gọi là nơi vùng thấp để đi xa, để rất là nguy hiểm. Nước này nó đang ngày càng lên cao, mọi người cứ lên đấy. Ở Huế nha, đây là cái chia sẻ đi mọi người. Trời ơi, mọi người thấy mình dễ sợ kinh khủng. Trời ơi. Đấy mọi người xem mà mình livestream. Trời ơi. Cảm ơn mọi người chia sẻ chuyển tiền cho hắn đi ba đi phọt gì trời. Mọi người không nên mọi người mà không nên bình luận cái tiêu cực nha mọi người. Bây giờ rồi mình sẽ ra ngoài này, mình sẽ livestream trực tiếp cho mọi người xem. Hiện tại bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Hiện tại mực nước nó đang lên cao. Đây. Mình sẽ ra người cái mực nước cho mọi người xem nha. Mọi người hãy giữ theo dõi nha. Mình sẽ mình đang đi. Quay nước ngập. Thương lắm miền Trung. Hiện tại bây giờ là em sẽ quay ra khi xong với ý rồi quay trực tiếp cho mọi người xem. Mọi người để mình quay cho mọi người xem nhá. Mình đang đi nhá. Đấy, mình đang đi nhá. Đấy, nước thì đang cao này, dễ sợ không, kinh khủng không? Ở mô đây bay. Ở thành Huế nha mọi người, ở Huế nha mọi người.